tuổi trẻ thì ngông cuồng, nông cạn, hành vi thiếu văn hóa, kiểu rạch mặt ăn vạ. Tuổi già thì không gương mẫu, tụ tập nhậu nhẹt bôi nhọ, xuyên tạc lịch sử. Đó là phương pháp đấu tranh của những nhà mạo danh dân chủ Việt Nam. Những ngày qua, dư luận mạng quan tâm nhiều đến một video clip có hình ảnh một nhóm người già, trong đó có ông Nguyên Ngọc, một người đàn ông được cho là nhà thơ Nguyễn Duy, rất sôi nổi kể câu chuyện về Võ Thị Sáu, người con gái đất đỏ, theo cách riêng của ông. Khác với một chị Sáu mà chúng ta vẫn biết, những người dự khán rất hồ hởi, cười tán thưởng và thêm nếm vào câu chuyện. Có một thực tế là con nhà nghèo thường ngoan, hiếu học, chăm làm và hiếu kính cha mẹ. Con nhà giàu ngược lại, lười biếng, thiếu tự giác, chơi bời và đặc biệt hỗn láo với cha mẹ. Tất nhiên không phải là tất cả, nhưng nó phổ biến. Xã hội cũng vậy. Ngày nay khi đất nước phát triển, có vẻ như kinh tế đã làm thay đổi theo hướng tiêu cực. Một số không ít những người đã từng có thời là những gương mặt tiêu biểu. Ở đây, Uyên Uyên Việt Nam không bàn về vấn đề con người của nhà văn Nguyên Ngọc. Chúng tôi muốn nói về cô Sáu. Ai đã đến Côn Đảo hẳn sẽ không thể không đến với Hàng Dương, và nhất định đa phần các bạn sẽ đến đó vào nửa đêm, giờ mà theo những người dân Côn Đảo là giờ linh thiêng. Không bàn về hành vi diệt ác trừ gian của cô Sáu. Nếu muốn biết, quý vị và các bạn có thể tìm kiếm trên mạng. Cũng không bàn về những điều mà ông và các ông trong nhóm của Nguyên Ngọc đang ra sức tạo tiếng nổ cho bản thân bằng cách phản biện về cô. Muốn biết, các bạn có thể tự tìm kiếm trên mạng. Chỉ xin nêu mấy điểm đơn giản thế này. Khi bị tuyên án do chưa đủ tuổi thành niên, nên người Pháp đã phải giam cô để chờ đủ tuổi mới thi hành án. Nước Pháp văn minh, nên luật pháp cũng văn minh. Nói vậy, hẳn những người thích đối lập sẽ không phản đối. Trên cơ sở ấy, Uyên Uyên Việt Nam xin được phản biện. Nếu cô Sáu quăng lựu đạn vào chợ giết dân, thì đó là tội phạm hình sự. Tại sao người Pháp lại lập tòa án binh để xử? Cô Sáu đâu phải là lính của Pháp, và dân thường ngoài chợ cũng không phải là lính của Pháp. Nếu cô Sáu là người tâm thần, thì tại sao người Pháp lại phải xử tử hình cô? Người tâm thần thì phải được khám và điều trị, không phải xử tại tòa. Phải chăng người Pháp bất chấp? Do sợ hãi bị phản đối nên người Pháp đã đày cô Sáu ra Côn Đảo để giam giữ. Câu hỏi, nếu cô Sáu ném lựu đạn vào chợ giết dân như ông Nguyễn Duy đang hăng hái nổ, thì người dân nào sẽ phản đối để bảo vệ cô, khiến cho người Pháp phải sợ hãi? Báo chí thời đó hẳn sẽ không buông tha cho tên khủng bố, phải không? Có ai tìm được điều đó trong báo chí của Pháp và giới thân Pháp thời đó không? Có lẽ những người đương thời thật ngu ngốc, chỉ có mấy người trong nhóm của ông Nguyên Ngọc là sáng láng thông minh. Khi cô Sáu bị đưa ra Côn Đảo, vì sao không chỉ những người đồng chí của cô ngưỡng mộ cô, mà ngay cả những người lính, người cai và thậm chí cả chúa đảo cũng tôn kính cô cả khi sống đến khi cô bị giết? Một cô gái ném lựu đạn giết dân giữa chợ mà giành được sự tôn kính đến thành huyền thoại thì mâu thuẫn đến khó chấp nhận. Người đương thời không rõ tường tận được như những người trong nhóm của ông Nguyên Ngọc, thế mới tài. Vì sao các ông không nói sớm hơn? Chỉ có người trong cuộc mới có thể có câu trả lời xác đáng. Nguyên Ngọc. Thư 8X gửi Nguyên Ngọc. Hỏi ông Nguyên Ngọc, ông có còn nghĩ đến danh dự của mình nữa không? Tôi, một thanh niên thế hệ 8X, cùng nhiều bạn bè trang lứa của mình được biết đến ông Nguyên Ngọc
khi còn ngồi trên ghế nhà trường với tinh thần hừng hực của những anh hùng núp, những người con Soman như Tử Nú, Mai, Cụ Mết, cách tinh thần đất nước đứng lên với lửa rừng Sà Nu cháy rừng rực. Tôi đã từng kính trọng ông, một nhà văn có tài, có tâm với đất nước, với núi rừng Tây Nguyên. Thế nhưng, những năm gần đây, cũng là những năm ông Nguyên Ngọc đã cao tuổi, ông đã liên tiếp làm cho chúng tôi, những độc giả đã từng yêu mến ông, cảm thấy thất vọng vô cùng với những hành xử ngược đời của chính ông. Đầu tiên là việc ông liên tiếp từ chối các giải thưởng về văn học nghệ thuật, nhưng với cách từ chối không giống ai. Năm 2000, ông được nhận huân chương độc lập, nhưng ông không có mặt tại buổi trao huân chương. Lãnh đạo hội nhà văn đến tận nhà riêng của ông để trao huân chương, thì ông nói rằng hôm đó ông bận việc ở Đà Nẵng. Mọi người đều hiểu nguyên nhân thực sự bên trong. Vì trước đó ông được đề cử giải thưởng Hồ Chí Minh nhưng không đủ số phiếu bầu, nên ông tỏ thái độ rằn rỗi, không thèm nhận huân chương độc lập. Thiết nghĩ nếu chưa đủ phiếu bầu là do uy tín của mình chưa đủ, tài năng, đức độ của mình chưa thuyết phục được lòng người. Rằn rỗi không nhận, rồi lại nhận, y như một đứa trẻ con đòi quà. Ông làm như vậy chỉ để cho bọn trẻ như chúng tôi cười chê. Thế rồi hội nhà văn lại đề cử ông một giải thưởng cao quý hơn là giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001. Ông lại dở đúng cái bài cũ, không thèm đến nhận. Khi người ta mang đến tận nhà, lại nhận. Ôi Nguyên Ngọc! Tưởng đã xong, lại nổ ra vụ đình đám nữa. Lần này là năm 2011, vẫn bài cũ, từ chối nhận giải thưởng Hồ Chí Minh. Vẫn biết quyền nhận hay không là ở người nhận. Nhưng sao ông đã đồng ý cho người ta làm thủ tục hồ sơ, rồi đúng cái ông bảo không nhận? Sao ông không thể hiện dũng khí, từ chối luôn từ đầu, mà cứ đến lúc xong đâu đấy rồi ông mới nói không? Rồi ông lên báo, chém gió, vỗ ngực bành bạch về cái danh dự nhà văn và sự vô tư trong sáng không màng danh lợi. Ôi ông Nguyên Ngọc, ông làm chúng tôi nghĩ đến những chiêu trò PI bản thân của chân dài óc ngắn. Ông lại tham gia vào đủ thứ chuyện khác nữa. Nào là cùng ký tên kiến nghị tước quyền của Đảng, nào là phản đối bô xít Tây Nguyên, nào là kích động chiến tranh với Trung Quốc. Và bây giờ, ông cầm đầu cái nhóm vận động thành lập cái gọi là Văn đoàn Độc lập. Cái tên hay ho đến nỗi người ta liên tưởng đến nhóm Tự lực Văn đoàn ngày xưa. Nhưng hỡi ôi, khi nhìn vào danh sách thành viên Văn đoàn của ông, người ta thấy giặt một phường gian manh, tục tĩu, cơ hội. Xin điểm vài gương mặt tiêu biểu nhé. Bùi Chát, xếp ngay sau ông Nguyên Ngọc trong danh sách, thuộc nhóm mở miệng với những vần thơ đạt đến cao độ của sự tục tĩu. Đây ạ. Xin lỗi các bạn vì phải trưng ra những câu tục tĩu đó để làm bằng chứng. Bạn ơi giao hợp nơi đâu, đờm dãi thịt da tình khí phì phào. Rồi đến Nguyễn Quang Lập, nhà văn đã từng kể, cùng với lũ bạn 7-8 tuổi góp tiền sờ bướm con gái, và những câu văn gây sốc đại loại như đít thằng Thanh đang nhoáy trên bụng thím lờ. Ông Lập còn nổi sú danh vì cho rằng việc thực dân Pháp, đế quốc Mỹ tra tấn, đóng đinh vào đầu tù nhân ở Hỏa Lò, Phú Quốc chỉ là việc khai thác thông tin. Xin dành đôi lời với ông Lập, liệu ông có bằng lòng cho nhà cầm quyền hiện nay khai thác thông tin theo cách trên, dù chỉ một chút thôi, đối với bản thân ông? Có được không? Rồi chốt trong danh sách là Vũ Thư Hiên, người đã không tiếc lời và cả những thủ đoạn hạ lưu hòng bôi đen hình ảnh người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa được thế giới công nhận là Hồ Chí Minh. Rất tiếc, trong danh sách của cái gọi là Văn đoàn Độc lập chưa có tên của nhà văn Lê Quỳnh Như với đệ nhất dâm thư Sợi Xích, cũng chưa có tên của nhà quản trị trang mạng Lầu Xanh hay Cõi Thiên Thai
vì những tên này đang bận thực hiện công việc của mình trong nhà đá về hành vi phát tán văn hóa phẩm đồi trụy. Vậy đó, những người mà ông Nguyên Ngọc định tập hợp lại để thực hiện cái mà ông nói, một trong những chức năng của văn học là thức tỉnh lương tri của con người. Với bầy đàn như thế kia, thử hỏi ông định thức tỉnh cái gì? Hệ thống lại toàn bộ những gì ông đã làm, người ta dễ dàng nhận thấy rằng không thể nói ông Nguyên Ngọc hoạt động thuần văn chương, không có mưu đồ chính trị. Chẳng những thế, ông giữ cái nhìn lệch lạc, thiếu công bằng về xã hội. Những người mà ông tụ tập xung quanh, dù ông dẫn đầu hoặc ông theo đuôi, không ít thì nhiều, đều có cái nhìn hằn học với Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa ông Nguyên Ngọc, với tất cả sự tôn trọng còn sót lại của chúng tôi đối với ông, xin kêu gọi ông hãy để lương tâm, danh dự, dẫn lối, đừng để ảo vọng che lấp trí tuệ của mình, trở về đường ngay nẻo tránh, quay đầu là bờ, nhận thức và từ bỏ hành động sai lầm, không bao giờ là quá muộn. Nhà văn Nguyên Ngọc, sự xuống cấp của một con người. Bài viết đăng trên blog Dân Làm Báo. Nhắc đến Nguyên Ngọc, chúng ta thường nói đến một nhà văn, nhà báo, biên tập, dịch giả, nhà nghiên cứu văn hóa, giáo dục nổi tiếng của Việt Nam, đặc biệt là đối với chiến trường Tây Nguyên. Nguyên Ngọc từng nổi tiếng với các tác phẩm đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam như Đường Chúng Ta Đi, Đất Nước Đứng Lên, Dẻo Cao, Đất Quảng. Và chắc hẳn mỗi chúng ta không thể nào quên được giọng văn hào hùng, đầy nhiệt huyết khi đọc tác phẩm Rừng Xà Nu, một tác phẩm nổi tiếng của Nguyên Ngọc khi miêu tả về khí chất con người cũng như cuộc chiến tranh xảy ra trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ. Chính bởi những tác phẩm này, nhà văn Nguyên Ngọc đã có những đóng góp to lớn vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc trên mặt trận văn hóa nghệ thuật phục vụ kháng chiến. Khái lược sơ qua về nhân thân, lai lịch của nhà văn Nguyên Ngọc có thể thấy rõ nhiều điểm nổi bật. Nhà văn Nguyên Ngọc, tên thật là Nguyễn Văn Báu, sinh ngày 5 tháng 9 năm 1932, quê xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Năm 1950, ông gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam khi tuổi đời còn rất trẻ, đang học trung học phổ thông. Nguyên Ngọc tham gia chiến trường chính ở mảnh đất Tây Nguyên thuộc Liên khu 5 lúc bấy giờ. Sau một thời gian ở đơn vị chiến đấu, ông chuyển sang làm phóng viên báo Quân đội Nhân dân Liên khu 5 và lấy bút danh Nguyên Ngọc. Sau thời kỳ làm báo, ông tham gia tích cực trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, gìn giữ bản sắc dân tộc và chấn hưng giáo dục Việt Nam. Sau chiến tranh, ông có thời gian làm phó tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, tổng biên tập báo Văn nghệ. Trong thời kỳ đổi mới và phong trào cởi mở, ông đã có những đổi mới quan trọng về nội dung tư tưởng của tờ báo và được coi là người có công phát hiện, nâng đỡ nhiều nhà văn tên tuổi sau này như Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tư, Phạm Thị Hoài. Có thể nói, đối với các nhà văn cùng thế hệ, Nguyên Ngọc xứng đáng là người bạn đồng nghiệp tin cậy. Đối với đất nước, ông là người nghệ sĩ kinh qua hai cuộc chiến tranh vĩ đại và có những đóng góp to lớn cho dân tộc Việt Nam. Nhưng có một Nguyên Ngọc khác. Ông cũng từng tham gia phong trào quần chúng biểu tình phản đối việc gây hấn xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông năm 2011 trong bối cảnh có sự ngăn cấm. Là một người tự đánh giá mình quá cao, Nguyên Ngọc đã đưa ra đề cương đổi mới nền văn học Việt Nam theo quan điểm của riêng cá nhân ông. Nguyên Ngọc đưa ra thuyết tự chọn món ăn, có thể hiểu nôm na là theo ông ở trong văn học, mọi người muốn viết gì thì viết và các tác phẩm không cần phải qua một cơ quan nào để kiểm duyệt. Bên cạnh đó, ông quan niệm và đưa ra cách nhìn về văn học của những năm 1945 vào thực tế văn học Việt Nam lúc bấy giờ. Nó hoàn toàn không phù hợp và làm kìm hãm sự phát triển của văn học Việt Nam. Chính từ lối suy nghĩ và hành động đó, trong thời gian gần đây nhất, Nguyên Ngọc không được bầu vào Ban Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và cũng từ đó ông bộc lộ tư tưởng bất mãn, chống đối cao độ. Cách đây không lâu, ông đứng ra chủ trương thành lập cái gọi là Văn đoàn Độc lập Việt Nam do chính ông làm trưởng ban. Thực chất, khi thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam
Đó là Nguyên Ngọc muốn thông qua đó để thành lập một tổ chức mang danh xã hội dân sự để lừa bịp và tập hợp quần chúng. Đến một lúc nào đó, đủ mạnh sẽ tuyên bố công khai hóa các đảng phái đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, đấu tranh đòi đa nguyên đa đảng, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Và thực tế sau khi ra đời, Văn đoàn Độc lập đã phủ nhận mọi công lao của Hội Nhà văn Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam, cũng như với sự phát triển của dân tộc Việt Nam. Với bản chất không có gì tốt đẹp đó, cho nên sau khi hô hào thành lập, Nguyên Ngọc chỉ lôi kéo được một số người có tư tưởng bất mãn, chống đối chế độ, đi theo bước chân của ông, như một số nhân vật có tai tiếng, Nguyễn Quang A, Hà Sĩ Phu, Phạm Chí Dũng, Phạm Xuân Nguyên. Như vậy, chỉ trong một thời gian không dài, riêng đối với nhà văn Nguyên Ngọc đã mất đi tinh thần, ý thức của người đảng viên Cộng sản, đi chí khí của một người lính hùng tráng năm xưa. Ngày nay khi nói đến Nguyên Ngọc, người ta không nghĩ về một nhà văn với những tác phẩm bất hủ của mình, mà thay vào đó, người ta thầm tiếc cũng như bày tỏ sự tức giận đối với một con người muốn đi ngược lại sự phát triển của lịch sử dân tộc. Sự xuống cấp trong con người của nhà văn Nguyên Ngọc là như thế đó. Nó phụ trách về thực là cái tiếp phẩm cho cái đồn ở đồn đất đấy, nên hàng ngày nó dẫn mấy thằng lính dõng các thứ ra chợ đi mua cá mua rau các thứ. Thì hôm đó là Võ Thị Sáu với là cái nhóm du kích để phục kích để diệt cái bãi B đó. Nhưng hôm ấy nó là không đi, không có nó, cho nên là vào mới tương mấy quả lựu đạn vào chợ thì chết là toàn dân mình thôi. Nên cái thằng kia về sau này ấy, nó về Pháp rồi đến sau 75 nó mới quay trở lại để nó đón mẹ nó là mẹ nó người Hoa ở quận 5 này sang Pháp. Thế thì nó lúc đó là nó trở thành một cái người mà giúp đỡ, có gửi tiền nong giúp đỡ cái địa phương ở chỗ đất đỏ đấy, xây mấy cái trường học các thứ gì đấy, cho nên là nó là khách, đặc khách chính quyền địa phương ấy. Đấy, cho nên nó ra giữa chợ nó đứng này, chỉ tượng vào sau. Cái bà này hồi xưa giết tôi này. Đấy. Thế còn cái nhà lưu niệm của bà Sáu á. Địa phương cũng cho thuê để bán hàng, nó cho thuê này, cho thuê nó làm cho các em nó thuê, nó tiếp khách để lấy. Đấy. Cái nhà lưu niệm của anh Sáu ở chợ đất đỏ. Bảo là chị Sáu ấy, nó hơi chậm, chị hơi chậm. Đấy, cái đúng là điên đấy. Chính xác. Bánh mì bơ tỏi của em. Đấy, cho nên là sao? Thì con nhỏ tôi là nhà nó là hàng xóm của Văn Sáu, là bố đó là hoạt động cộng sản. Thì nó nói thế, dân ở đó đều biết rằng là Võ Thị Sáu là bạn bị điên riêng. Cho nên mình có cái chuyện là sắp chết rồi, sắp tử hình rồi mà cắm cái khóa đầu đi. Hai cái bánh mì bơ tỏi nữa. Cả một cái xã hội Việt Nam bây giờ toàn những người mà gọi là văn minh như thế này, đi thờ cúng một cái người thì hơi chậm, và cả cái câu chuyện nó cũng chậm luôn. Thế nhưng mà xây dựng lên cái trường non báo thiếu à đây. Thế như vậy là cả anh Nguyễn Quang Sáng và Phan Vũ là đều gọi là gì, phịa ra. Mà cái phim nó còn không? Còn chứ. Cố nhiên là nó còn chứ, phim nhựa đang ngoan không? Anh thêm phim nhựa à? Ừ. Ông Phùng Quán còn có một trường cao Võ Thị Sáu cơ. Của à? ODC của Kim Ma. Đúng rồi. Của công ty Lê Kim Ma là của bài ông Nguyễn Đức Toàn. Của Hoa Lê Kim Ma nở. Mẹ. Những công ty phát triển công đảo. Công đảo là của anh Phùng Quán nhưng mà không phải việc công đảo. To thì mới là phim của điện ảnh. Anh ấy có một cái trường ca, Phùng Quán là có một trường ca đề hẳn hoanh. Thế là Võ Thị Sáu mà khi viết chưa ra công đảo. Còn vượt công đảo thì là chuyện khác, là ông nghe kể một người. Ông nghe kể rồi ông viết, thì việc quân đảo thì là ngay đó là kể, cùng chưa ra quân đảo, thì biết, cho con trường ca vào 16 là từ tích đó thì ông mình bước cầu lên.